Mình ở đây bán hàng nên nhớ các bạn mua hàng hãng. Các bạn mua quần mà 600 700 800 nhớ các bạn là hàng nhái toàn bộ nha các bạn. Mình mua ở đây là mua tặng hãng, mua mua sale những cái quần CK này này. Ở Việt Nam bán tới 3 triệu mấy, 4 triệu mấy, 5 triệu nha các bạn. Vô store nó vẫn có ở Việt Nam và cái áo trong mì cho 2 triệu mấy lần nha các bạn. Đó, mình mua ở đây mua sale và gửi từ Mỹ về. Đó, các bạn thấy không? Đó, Calvin Klein. Có tầm mì nữa các bạn, chụp nó mình đó dày. Đó. Áo 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 thì nãy mình thấy mình giới thiệu cho các bạn rồi đó. Áo. Đó, quần CK. Đó, mua phải mua mới và nó là của tận hãng bên Mỹ các bạn, hãng CK bên Mỹ. Đây dày. Đó, giày giày này hồi nãy mình quay rồi đó các bạn, giày đó là có thì những cái giày nó vận chuyển đắt quá các bạn, nhiều lúc mình order này không biết giá như lời như lỗ, không biết tính ra, tại vì một hộp như nó quá nặng. Đây là quần quần Calvin Klein, cái quần này có mẫu rất là hot nha các bạn, là bữa nó bán trên web á là rất là cao tiền đó, là nó không có sale, nó sale ít lắm nhưng mà mình phải mua bán tết rồi khui ra đó. Có mẫu Calvin này là mẫu cô tông 100% nha các bạn, nó dạng trai à, dòng trai rất là đẹp nha các bạn. Đó, đây là Calvin Klein đó, dòng nó rất là đẹp, nó là một cô tông 100% nha các bạn. Nhớ nghe, mình không mua mua cái dây kéo đâu, mình mua mình không mua nút đâu, mua dây kéo đó, tắt vàng các bạn, nó 100% nha các bạn, cô tông nha. Nhớ cái màu sáng nó là dry fit nhớ các bạn. Là lấy cái tù giày là chảy là đây này, là cái này nữa đó, khui cái đó ra đây. Đây là cái dòng là cũng Calvin Klein nhưng mà dòng nút nha các bạn, nhớ nha. Đây là mua ăn, đó là dry fit nha chứ không phải là slim nha các bạn. Cái dòng này là có một cái màu kia nhưng mà nó không phải, nhưng mà các bạn đây bây giờ gọi là dòng dry fit, là dòng dòng suông nhẹ nha các bạn chứ không phải là slim này các bạn này. Đấy, slim dry fit này đó, cái dòng này nó cao tiền lắm các bạn.